Em chào các bác, em chào các anh chị. Nay em giới thiệu đến mọi người cái cây kiếm trắng Điện Biên này. Lần trước em đã giới thiệu một lần rồi, nhưng mà lần đó thì hoa nó hỏng nhiều hơn lần này. Lần này hoa, cái đoạn nở hoa đây là như cái chỗ này nó bị mất một bông này anh chị ạ. Nó bị rụng này. Đấy. Thì nó cần hoa này nó nở được nhiều hơn và dài hơn. Thì thực ra như cái cây này nó cần hoa này nó đang dài khoảng tầm độ 50 cm, hơn 50 cm anh chị ạ. Thì cây Điện Biên này thì em cũng nhiều người biết rồi. Hôm nay em giới thiệu đến anh chị để anh chị có thể nhìn rõ hơn về cây này. Anh chị ngó qua cái bông hoa nó một tí nhá. Xong em sẽ nói về thân lá để anh chị có thể nhận diện được cái cây này. Thực ra cây Điện Biên này thì cái bộ cánh hoa đây anh chị nhìn này. Môi hoa lớn nhưng cánh hoa rất là nhỏ, vai gần ngang. Môi hoa lớn nhưng cánh nó rất là bé, vai gần ngang. Cánh nó không to bằng cần hoa luôn. Cái Điện Biên này thì cần hoa rất là to và dài anh chị ạ. Đây nó chặt quá nên là em nó với cả nó to nữa nên em không mang nó ra để cho vào được cái phông ấy, thì anh chị nhìn là ok hơn. Nhưng đây nó cũng là cây ấy rất là to rồi. Nó cũng cần hoa rất là to. Đấy. Đây anh chị nhìn là về sơ hoa, sơ qua cánh hoa nó nhá. Cây của nó thì nó chỉ bé thôi, nhưng mà cái bông hoa nó chỉ bé thôi nhưng mà cần hoa rất to, dài, dày bông anh chị ạ. Nói cây này nó cũng dày hoa, nó dày hơn Tuyên Quang, dày như vàng cánh bầu trắng cánh bầu Thái Nguyên ấy. Đấy. Rất là to và dày như trắng cánh bầu Thái Nguyên, nhưng cánh bầu Thái Nguyên này nó to hơn, cánh hoa to hơn anh chị ạ. Nó dạng khác. Đây là em giới thiệu đến anh chị một chút để anh chị có thể nhìn nhận được thân lá của nó nhé. Thân lá cái chỗ đấy thì chỗ này thì nó như nhau cả. Mấy cái chỗ Điện Biên này nó to gần nhau anh chị ạ. Đây, mọi người nhìn cái thân củ nó này. Thân củ nó rất là lớn. Thân củ nó lớn lắm anh chị ạ. Nhưng mà nó chỉ có 4 lá này. Hoặc 5 lá thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Cả cái lá hồng vẫn là 5 lá, không chỉ 4 lá thôi. Về cây Điện Biên này á, thì em muốn nói là nó rất là ít lá. Nó không có nhiều lá như là các cái cây lô hội khác hay một số cái cây loại khác. Riêng về cái cây Điện Biên này thì nó chỉ 4-5 lá thôi. 6 lá là nhiều. Chứ nó không nuôi được nhiều lá. Nhưng em nuôi nhiều nhưng em không thấy nó có nhiều lá. Cái này thân củ khá to. Em nuôi nhiều nhưng không được nhiều lá. Mặc dù củ nó rất là to và dài anh chị nhìn này. Anh chị nhìn. Ví dụ như cái lá này của nó to khoảng 4 cm này. Và nó dài khoảng tầm độ 10... À đâu. Lá to khoảng 4 cm và dài khoảng tầm độ 80 cm. 7-80 cm, nó to như Tiên Vũ anh chị ạ. Bên cạnh nhỏ lá đen đen đầy. Cái chỗ này là cây chí này. Đấy. Còn cây này là cây Điện Biên rất là to. Về nếu mà cơ bản thì cái chỗ này nó hơi khó nhìn bởi vì nó hơi chật. Nhưng cái cây này nó dựng, lá nó dựng như Đài Loan ấy anh chị ạ. Lá nó dựng như kiếm Đài Loan ấy. Củ nó thì anh chị có thể nhìn cái củ ở đây thì anh chị nhìn nó sẽ cũng ok thôi. Lá nó dựng củ rất là giống của Đài Loan. Đấy, kiếm Taiwan ấy anh chị ạ. Kiếm Đài Loan nó rất là giống, lá nó đi thẳng lên. Và cái bệ lá nó đây, nó giống y như cây Đài Loan luôn. Rất giống cây Đài Loan. Nhưng mà cái phần đuôi lá của nó thì nó không nhọn như cây Đài Loan đây. Anh chị ạ, đuôi lá thì nó lại không nhọn lắm. Nó khá là bằng. Đầu nó khá là bằng như cây rừng Việt. Đấy, đại loại cây nào nó đầu bằng là chủ yếu. Đương nhiên là nó vẫn có khuyết nhưng mà hai bên nó tương đối bằng nhau. Vẫn khuyết nhưng tương đối bằng nhau anh chị ạ. Lá của nó thì nó hơi úp. Đây chị nhìn này. Chi tiết cái lá một chút nhá. Lá của nó úp, lá chữ V này. Lá nó lên trên nó mới mở cơ, nhưng mà nó vẫn chữ V. V rất dày. Chứ nó không mỏng như là ví dụ như thằng những thằng khác. Nhưng cây cánh bầu Thái Nguyên chẳng hạn đấy, cái đấy lá nó chữ V nó không dày bằng cái này. Cái này chữ V nó rất là lớn. Anh chị nhìn này, hai cái lá nó hai nửa lá khép vào nhau đó. Nó là chữ V rất là lớn. Nó là cái chữ V lớn này nó giống cái Đài Loan, rất là giống anh chị ạ. Và to dài, to khoảng 7-8, to khoảng 4 cm và dài khoảng 70-80 cm. Đấy là cái lá của nó. Và đặc trưng củ của nó thì nó chỉ từ 4-6 lá thôi anh chị ạ. Thường thường là như vậy chứ nó không nhiều lá. Riêng cái Điện Biên nó không nhiều lá. Và thân củ rất là to. Thân củ to. Đấy là về thân củ. Mặt lá xanh, xanh hay vàng thì do là nhiều nắng, ít nắng. Càng ít nắng thì càng xanh, mà càng nhiều nắng càng vàng anh chị ạ. Đây là về cái bông hoa của nó. Bông hoa của nó thì về cái cây trắng Điện Biên này thì mọi người nhìn thấy cánh nó rất là bé. Nó không to, cánh nó không to như là một số cái cây khác đâu. Không thể bằng Tuyết Ngọc luôn.
Đấy, nhưng mà được cái cây này thì nó lại, cây Điện Biên này thì nó lại lại cần hoa rất là to và dài. Cần hoa của nó có những cây dài khoảng 80 cm. Đấy, thường em thấy những cây khỏe là dài khoảng 80 cm. Còn như cây này nó đang nở đây được khoảng 60 cm đây chị ạ. Đây, 60 cm, nó dài và to. Chậu này của em nó có 3 thân thôi. Đấy, mà em trồng một cái chậu đường kính là 50 cm. À đâu, chậu này hình như là 45 hay 47 đấy, 45 thì phải. Chậu này đường kính 45 cm. Mà có 3 củ thôi mà anh chị nhìn thấy nó to, nó chiếm luôn gọi là một góc. Tại vì cái Điện Biên này nó to như là cây xanh Huế anh chị ạ. To, nhìn chung còn to và đẹp. Cây này chơi thân lá đẹp và hoa của nó rất là dày. Cây này nó xuyên bông nữa cơ. Nếu như anh chị mà thuần chậu thì một chậu 3 thân này nó ra 3 đến 5 thân, nó phải ra tầm 3 đến 5 cần hoa một liềm lúc. Cái này rất là xinh bông. Thế nên là riêng về cái Điện Biên này em muốn nói là anh chị mà có mua thì nên lấy những củ tơ to đẹp mà trồng. Bởi vì những củ bé thì nó phát triển kém lắm. Đấy, nếu mà mua. Đấy là như vậy. Còn giá thị trường hiện giờ thì nó đang dao động khoảng từ 1 đến khoảng 3 triệu. Có thể là 4 triệu. Nó tùy vào cái độ đặc sắc của cái củ đấy. Đấy là giá hiện tại. Còn đương nhiên là vài năm nữa, năm này là năm 2020, vài năm nữa khi mà nó số lượng nhiều hơn thì nó sẽ phải rẻ hơn, đúng không ạ? Cây gì nhiều nó sẽ rẻ thôi. Đấy, nhưng mà được cái là cái cây Điện Biên này thì em thấy là mấy năm nay nó giữ giá rất là cao và nó cũng xứng đáng, em nghĩ như vậy. Em nghĩ là nó xứng đáng nhận giá trị rơi vào khoảng từ bình quân khoảng 2 đến 3 triệu. Có những củ đẹp khoảng 4 triệu có thể là hơn. Nói chung là tùy vào độ đẹp, độ mịn của cái cây này. Như cái cây này, những củ bé của nó ấy, thì nó cũng không bé lắm, đa phần đều to anh chị ạ. Nhưng đương nhiên là nói về cái cây Điện Biên này thì nói về thân thủ nó quá khủng. Thân thủ trong dòng lô hội là em thấy nó rất là đẹp, to. Nó như giống nó có mấy cây to nhất. Một là Điện Biên, hai là Cánh Bầu Thái Nguyên, ba là Minh Tuyết. Và có nhiều cây khác anh em chúng ta cũng có thể trồng to được. Ví dụ như cây Ánh Hồng Thái Nguyên hoặc là cây Ánh Tím Thái Nguyên. Nhưng cái Ánh Hồng thì lá nó ngắn hơn, đẹp hơn. Còn cây Ánh Tím Thái Nguyên thì nó không đẹp bằng. Ánh Tím Thái Nguyên thì nó lại nó lá nó mềm hơn, dòng lá mềm hơn chứ nó không dòng lá rực như kiểu là cây Ánh Hồng Thái Nguyên anh chị ạ. Thì đây là nói về cái cây một chút lan man quá. Cái cây Kiếm Trắng Điện Biên đây anh chị nhá. Vai nó gần ngang giống cây Lạc Sơn kiếm. Cũng như là cái cây Trắng Tuyên Quang, nó cũng vai ngang như này. Nhưng cây này được cái là cần hoa nó rất là to nên nó dài anh chị ạ. Cần hoa to dài khiến cho cái độ đặc sắc của nó càng trở nên là khủng khiếp hơn khi mà mình nhìn tận mắt. Bởi vì nó to như là cây xanh Huế, anh chị, thân củ nó to lắm. Đấy, mà lá dài 70-80. Anh chị nhìn sơ qua một chút về cái cây Trắng Điện Biên này. Sau em xin phép dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Xin cảm ơn.